Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Buổi sáng hôm nay chúng ta học một đề tài rất là đặc biệt, dòng lòng để chúng ta mừng Chúa Giáng sinh trong mùa Giáng sinh năm 2016 này. Đón mừng vua đế. Khi nói chữ đón mừng trong tiếng Anh dịch là celebrate hay là celebration. Và chúng ta biết rằng trong tháng 5 vừa qua thì Tổng thống Obama có đến viếng thăm đất nước Việt Nam. Và báo chí không những ở trong nước nói điều này mà ở nước ngoài, nhất là Hoa Kỳ cũng có nói về điều này rất là nhiều. Họ nói rằng không ngờ rằng dân Việt Nam chào đón Tổng thống nước Mỹ một cách đặc biệt như vậy, rất đặc biệt so với các quốc gia khác. Đổ xô ra đường và đứng chờ rất nhiều thì giờ, và cái hàng mà chờ đợi đó, nó rất là dài. Rồi đến nỗi có những bài thơ đã sáng tác lên. Thí dụ như bài thơ, không biết mọi người có đọc bài thơ này không? Anh chạm trái tim em, ghép hình cô con gái Việt Nam. Rồi có bài thơ đó, bài câu như vậy: anh đến thăm quê em vào một ngày nắng hạ, bao người dân vội vã đón từng bước chân anh. Ôi đôn hậu hiền lành, nụ cười anh rạng rỡ, không một chút bỡ ngỡ dù mới đến lần đầu. Bài thơ dài lắm nhưng mà ta đọc vài câu thôi. Chúng ta biết là tác giả là Phượng Trần. Nhưng mà chỉ có 2 ngày sau đó thì Tổng thống Obama qua Nhật Bản thì bị biểu tình. Một quốc gia bên cạnh Việt Nam thì chào đón, qua Nhật Bản chỉ có 2 ngày sau đó thôi là dân chúng Nhật Bản ra đường biểu tình chống Tổng thống Obama. Chống cái gì? Chống liên hệ đến nhiều việc về chính trị, rồi có ảnh hưởng đến Hiroshima, đủ thứ hết. Bởi vì Mỹ bỏ bom vào đại Hiroshima. Và chúng ta biết đó là điều cái vết thương lòng vẫn còn trong lòng người Nhật Bản. Chỉ cách 2 ngày, chuyến viếng thăm của Tổng thống nước Mỹ ở hai quốc gia, dân chúng có hai phản ứng khác nhau, hai thái độ khác nhau. Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ chương 21 câu 9 cho biết khi Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem thì chúng ta biết có sự phản ứng phần đông của đoàn nhân. Đoàn người kẻ đi trước, người theo sau đều hô vang: Hosanna con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, Hosanna trên nơi chí cao. Chúng ta bắt đầu kể từ đây, chúng ta nghe cái chữ Hosanna thường xuyên không? Và bài hát Hosanna là chúc tụng danh thánh của Chúa. Và chúng ta biết cái không khí, nếu mà mình có mặt ở trong cái đoàn người mà Chúa Giê-xu cởi lừa vào thành Jerusalem chắc là vui lắm. Bởi vì dân chúng đều tung hô, các em thiếu nhi, các em trẻ thì là chạy trước, rồi cũng có thể hiếu kỳ nhìn con lừa, rồi nhìn Chúa ngồi ở trên con lừa. Nhiều thái độ khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng được Kinh Thánh cho biết rằng các thầy thông giáo, những người Pharisee thì thấy đoàn dân tôn hô Chúa Giê-xu như vậy thì không thích chút nào. Không thích chút nào. Và tìm cách để mà mưu hại với Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta học đón mừng vua đế trong 3 khía cạnh. Thứ nhất, chúng ta cần tìm hiểu lý do vua đế. Vì sao Chúa Giê-xu giáng sinh? Ở trong Ê-sai chương 52 câu 1 câu 6 cho biết: vậy dân ta sẽ biết danh ta, thật trong ngày đó họ sẽ biết rằng chính ta là đấng phán rằng ấy chính là ta. Nếu chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh Cựu Ước thì chúng ta biết là dân Israel họ rất sợ gọi tên của Đức Chúa Trời. Sợ gọi mà gọi không chính xác, không đúng là Chúa phạt. Cho nên họ phải tìm cái mẫu từ để họ ghép lại, để mà họ gọi một cái từ chung chung chỉ về Đức Chúa Trời. Và từ đó được viết là Yahweh. Yahweh dịch là Jehovah,
tiếng Anh là Jehovah. Mà không phải danh xưng của Chúa chỉ có một là Yahweh mà thôi, nhưng mà còn nhiều danh xưng khác. Cho nên cái không đúng của những người chứng nhân Jehovah đó, họ nói rằng đó, tên Đức Trời là Jehovah, và họ không biết là danh xưng của Chúa còn nhiều tên gọi khác nữa, như là Elohim, như là Adonai, có nhiều danh xưng nữa. Cho nên là họ không dám đến gần Chúa, họ sợ Chúa phạt, họ phải để các thầy tế lễ đi vào trước. Cho nên mình thấy trong đền thờ đó là nơi thánh, nơi chí thánh, nơi chí thánh là nơi các thầy tế lễ thường phạm bước vào. Kể cả khi Môi-se hướng dẫn dân sự của Chúa thì dân sự của Chúa luôn luôn đứng ở xa xa, và để cho Môi-se đi đến gần Chúa, nhận sứ điệp của Chúa rồi nói lại cho dân sự nghe. Cho nên có cái sự sợ hãi rất là nhiều, kính sợ cũng có và kính sợ cũng có. Ở đây cho chúng ta thấy trong thời cử Chúa dùng các ấn tiên tri, Chúa dùng nhiều người khác nhau để nói cho dân sự của Chúa biết mình Chúa Trời là. Nhưng đến trong thời Tân Ước thì Ngài gửi con một của Ngài Chúa Giêsu xuống thế là người, trong cái hình ảnh như con người, để rồi có cái cảm xúc vui buồn và cùng đi với con dân của Chúa. Cho nên ở đây là Chúa muốn con người chúng ta thật sự biết Ngài. Rất buồn là nhiều người tin theo Chúa 5 năm, 10 năm hơn nữa, nhưng mà vẫn chưa thật sự biết Chúa. Tại sao mình chưa thật sự biết Chúa? Tôi biết có nhiều con dân Chúa cũng nói rằng tôi biết Chúa, nhưng mà biết một cách chung chung. Và hỏi có đọc Kinh Thánh từ sáng đến khải huyền chưa, đắc đạo hay chưa? Chỉ thuộc những câu Kinh Thánh căn bản mà thôi. Bài khải huyền chung thì thuộc. Đôi khi kể cả Phúc Âm Giăng 3:16 cũng không thuộc. Vậy làm sao chúng ta nói rằng chúng ta biết Chúa? Biết Chúa là phải đọc lời Chúa. Biết Chúa là có mối liên hệ mật thiết với Ngài, và Chúa muốn điều đó. Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng, Ngài muốn có mối liên hệ mật thiết với con dân của Ngài. Và ở trong đoạn kinh văn này là lời tiên tri thôi. Lời tiên tri mà chúng ta biết, từ lời tiên tri cho đến khi Chúa Giêsu được sanh ra là có một khoảng cách là 400 năm. Mục sư Huỳnh Trần Linh đã giảng bài giảng trong Chủ nhiệm đầu tháng 12 giải thích cho chúng ta thấy cái thời gian 400 năm đó là một thời gian dài như vậy. Dài. Nếu bây giờ giả sử cho chúng ta có người sống được 100 tuổi thì là cần tới 4 người như vậy. Cần 4 người. Cho nên nếu mà người thứ nhất không kể cho người thứ nhì biết về Chúa sẽ giáng sinh để mà trong đời, và người thứ nhì không kể cho người thứ ba không kể cho người thứ tư, thì các gã một đồng sẽ không bao giờ có ý nghĩa trong đời Chúa. Cho nên phải có ai đó kể cho họ nghe. Trong khi đó chúng ta biết rằng ở tại thành Jerusalem, khi các nhà phong thái đến hỏi vua dân Juda mới sanh tại đâu, thì các nhà dạ luôn đó biết rõ là sanh ra tại Bethlehem xứ Juda. Như vậy là họ cũng có được học từ người của 100 năm trước, 200 năm trước, 300 năm trước, 400 năm trước, dài lại. Nhưng mà khác biệt giữa các thầy tế lễ, các thầy thông giáo tại Israel với các cái cộng đồng là các cái cộng đồng trong đời. Còn các thầy thông giáo thì làm được. Cho đến khi các thầy thông thái là các bác sĩ hỏi thì họ mới trả lời. Lời khuyên ở đây là gì? Ở trong câu 1 đến câu 8 của đoạn 51 rồi đến đoạn 52 thì chúng ta thấy là Chúa muốn dân sự của Chúa phải lắng nghe, mà phải chú tâm mới nghe được. Phải chú tâm mới nghe được. Hãy thức dậy, mà muốn thức dậy thì thật sự phải tỉnh rồi thức. Thức dậy để làm gì? Để làm việc. Chúa muốn hãy đi ở trong câu 7. Và Chúa muốn con dân Chúa là hình ảnh năng động, sống động, chứ không phải ngồi một chỗ. Cho nên nếu bạn chị em để ý, tôi về hội Chúa vào tháng 2 năm rưỡi rồi. Tôi dẫn hội thánh đi ra cộng đồng rất nhiều. Và những ai có thời gian đi với tôi. Bởi vì trước khi tôi về lại Hoa Kỳ,
Tôi là giáo sĩ của cơ quan truyền giáo IMB là International Mission Board, là chúng ta được huấn luyện là mình phải đi ra. Đạo của Chúa không phải chỉ mời người đến, nhưng mình phải đi ra. Và tôi thấy điều đó rất là hay. Đi ra, và có cơ hội đi ra tôi rất thích. Vẫn làm việc văn phòng, vẫn dành thời giờ để soạn bài, nhưng mà tôi rất thích có thời giờ đi ra để tiếp cận với cộng đồng. Và Chúa muốn con cho Chúa là những bàn chân đi ra. Chúng ta nhớ cho. Có nhiều người nói tôi cũng đi mục sư, tôi đến nhà thờ, tôi dọn dẹp nhà thờ, tôi sửa sang nhà thờ, tôi sửa chữa. Tôi nghĩ điều đó cũng cần, nhưng mà mình phải buông mình. Mình phải có đi ra. Và nếu bạn chị em chưa thật sự đi ra, tôi mong rằng trong mùa Giáng sinh này, nên tìm cơ hội để đi ra. Tiếp cận với cộng đồng chúng ta. Quý bạn chị em có biết, ở trong vùng của chúng ta đó, hiện giờ đó, kể cả Dallas, Fort Worth, phụ cận đó, tôi là thành viên trong một ban truyền giáo của giáo hội giáo khu Baptist ở Dallas, có 5 người, năm chúng tôi là 5 mục sư trong vùng. Mỗi tháng chúng tôi họp lại và chúng tôi tìm hiểu có những người nào mới về thành phố này mà chưa biết Chúa trong dân tộc đó. Thì cái thống kê của một người trong nhóm của chúng tôi đó, tôi là người Việt, những người mục sư kia là người Mỹ, họ nghiên cứu đó, thì Dallas Fort Worth phụ cận hiện đang có 7.8 triệu dân. Trước Houston dẫn đầu của Texas, nhưng bây giờ Houston đứng sau Dallas và phụ cận. Nhất đông dân nhất là New York, đông dân nhì là Los Angeles, và đông dân ba là Chicago, và đông dân thứ tư là Dallas Fort Worth và phụ cận. Hơn 7 triệu dân. Cho nên mỗi một ngày có 500 người về thành phố này. Mà trong 500 người đó là những người đến từ những quốc gia khắp nơi trên thế giới mà họ không được tiếp cận qua lời của Chúa. Và đây, cái danh sách đây là có 12 people groups. Họ chỉ biết tên của những người đó, ngôn ngữ họ đã dùng như thế nào. Và những người này đến từ những quốc gia như là châu Phi, châu Á, Trung Đông cũng có nữa. Họ định cư tại đây theo cái diện tị nạn cũng có, và đa số là tị nạn hoặc là di dân. Cho nên nỗ lực của giáo hội là làm sao tiếp cận được những người này, kêu gọi các nhà thờ ở Baptist mở rộng vòng tay cho một cái điểm nhóm, gửi người đến